Sau các cuộc tấn công mới của Nga, chính quyền Ukraine đã tăng cường sức ép với các đồng minh về việc cung cấp các vũ khí tầm xa hơn và các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Các cuộc tấn công của Nga cũng cho thấy căng thẳng leo thang đáng kể, làm gia tăng sức ép lên Mỹ và các nước châu Âu còn đang chần chừ trong việc cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất cho Ukraine. Chưa đầy một tháng, cuộc giao tranh tại Ukraine đã bất ngờ chuyển hướng từ một trận chiến pháo binh dữ dội dọc các chiến tuyến, dự kiến kéo dài đến mùa đông, sang một cuộc xung đột đa cấp, leo thang nhanh chóng và thách thức chiến lược của Mỹ, Ukraine và Nga. Việc Nga phát động một loạt các cuộc tập kích bằng tên lửa mà Moscow cho là nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở hơn 10 thành phố xa chiến tuyến đã khiến Kiev và nhiều nước phương Tây bất ngờ. Cuộc tấn công này là diễn biến mới nhất trong một loạt diễn biến xảy ra thời gian gần đây. Từ việc Ukraine tiến hành phản công và đạt được một số bước tiến trên chiến trường, đến lời cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin, vụ đánh bom xe trên cầu Crimea, tất cả đã làm thay đổi bản chất và nhịp độ của cuộc xung đột, đồng thời khiến Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với câu hỏi là liệu có cần tiến xa hơn khái niệm giúp Ukraine tự vệ. Cuộc tập kích đã làm thay đổi bản chất và nhịp độ của cuộc xung đột Nga-Ukraine trong những tuần gần đây, đặt ra câu hỏi liệu Mỹ và các nước đồng minh khác có nên can thiệp nhiều hơn để giúp Kiev đạt được một chiến thắng quyết định thay vì chỉ hỗ trợ họ tự vệ trước Moscow. Dù đã nhận được nhiều vũ khí viện trợ từ phương Tây, Kiev vẫn cho rằng chúng tới tay họ chưa kịp thời. Vụ tập kích tên lửa của Nga cho thấy một bước leo thang đáng kể, đặt Mỹ và châu Âu dưới áp lực phải đẩy nhanh tốc độ chuyển các vũ khí tiên tiến nhất cho Ukraine. Mặc dù vậy, dù lên án gay gắt hành động của Nga cũng như cam kết duy trì ủng hộ Ukraine, tuy nhiên, cho đến nay, nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ukraine luôn được Mỹ và các đồng minh cân nhắc nhằm tuân thủ ưu tiên cao nhất là tránh cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Biden cũng cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine hỗ trợ cần thiết để tự vệ, trong đó có các tổ hợp phòng không tiên tiến, song không nêu chi tiết loại khí tài. Thực tế cho thấy là sau gần 8 tháng hỗ trợ Ukraine, kho vũ khí của các nước phương Tây gần như đã cạn kiệt. Phần lớn khí tài được chuyển giao từ những tháng qua thuộc diện vũ khí thế hệ cũ, đã qua bảo dưỡng và nâng cấp. Theo Vox, từ bỏ số vũ khí này có lẽ không phải là quyết định quá khó khăn đối với các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Song chuyển giao những vũ khí hiện đại thế hệ mới lại là một câu chuyện khác. Lời thúc giục của Ukraine đã đặt các nước phương Tây vào tình hình cần suy xét kỹ về tác động an ninh dài hạn khi chấp nhận hy sinh tiềm lực quân sự của mình để hỗ trợ Kiev. Số người thiệt mạng do các vụ lở đất tại bang Aragua, Venezuela đã lên tới ít nhất 37 người, trong khi hơn 50 người khác hiện vẫn đang mất tích. Tổng thống Venezuela Maduro đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận sạt lở đất, cam kết hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hội chữ thập đỏ bang Aguara cho biết lực lượng cứu hộ đã được huy động tối đa để tìm kiếm người mất tích. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 25 người đã thiệt mạng và vẫn đang xác định thân nhân những người còn lại. Ngoài ra, các đợt mưa lớn và sạt lở kéo dài nhiều giờ cũng đã phá hủy 765 ngôi nhà, gây ảnh hưởng tới hơn 20.000 ngôi nhà khác. Hiện khu vực này vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt. Mọi người không có thời gian để lấy bất cứ thứ gì, như bạn thấy đấy, không có gì có thể đem đi được. Tất cả đã bị cuốn trôi hết rồi, nhưng còn may là nhà tôi không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng đã có mặt tại bang bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất Aguara, cam kết chính phủ sẽ xây nhà mới cho những người bị mất nhà cửa. Chính phủ Venezuela cũng đã viện trợ khẩn cấp 486 tấn lương thực cho các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Phó Tổng thống Venezuela cho biết lượng mưa trong 8 tiếng đồng hồ đã bằng cả một tháng và cho rằng đây là hậu quả của biến đổi khí hậu. Nhiều người tại thành phố Las Terrazas đã rời đi nơi khác sinh sống vì lo rằng sẽ không thể phục hồi được cuộc sống ở nơi cũ. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công khai bác bỏ lời kêu gọi của Nga về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín vào cuối tuần này liên quan đến động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định với 107 phiếu thuận, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai, chứ không phải là một cuộc bỏ phiếu kín về dự thảo nghị quyết. Theo đó, chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp của Nga, cũng như nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp này. Các nhà ngoại giao cho biết, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên sẽ diễn ra vào ngày 12 hoặc 13 tháng 10.
13 quốc gia phản đối về việc tổ chức bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết trên, trong khi 39 quốc gia khác bỏ phiếu chống và những quốc gia còn lại, trong đó có Nga và Trung Quốc không bỏ phiếu. Cuộc chiến ở Ukraine lẽ ra không bao giờ được bắt đầu, nhưng nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Tiếng súng sẽ im lặng, nhưng khi nào thì việc này mới đến. Cái giá phải trả là bao nhiêu? Bao nhiêu người sẽ chết? Bao nhiêu gia đình ly tán? Còn bao nhiêu đau khổ nữa? Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích quyết định này là một hành động thao túng. Nga cũng cho rằng các nỗ lực vận động hành lang của phương Tây đồng nghĩa với việc sẽ rất khó khăn nếu các quan điểm được thể hiện công khai. Sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết, Nga đã đề nghị tổ chức này cân nhắc lại vấn đề trên, song không thành công. Bản dự thảo cũng kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và cơ quan chính phủ không công nhận việc sáp nhập trên, đồng thời yêu cầu Nga lập tức rút quân khỏi Ukraine. Trước đó, sau các cuộc trưng cầu ý dân, Nga đã sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye. Ukraine và phương Tây đã chỉ trích đây là những cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp và cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh động thái này không có giá trị theo luật pháp quốc tế. Theo đài KBS, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển và tăng cường sức mạnh hạt nhân, gây ra mối đe dọa hạt nhân cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ không đạt được bất cứ điều gì bằng hạt nhân. Ông Yoon cũng cho biết Hàn Quốc đang thiết lập hệ thống sẵn sàng đối phó vững vàng dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật vững chắc, đề nghị người dân không quá lo lắng, tiếp tục chuyên tâm hoạt động kinh tế và đời sống. Nhật Bản đã chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào ngày hôm nay sau 2 năm rưỡi đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc mở cửa đón khách quốc tế được cho là một trong những biện pháp giúp hồi sinh ngành du lịch tại xứ Anh Đào, qua đó thúc đẩy nền kinh tế cũng như đạt được một số lợi ích khi đồng yên trượt giá xuống mức thấp nhất trong 24 năm qua. Trong số những du khách đến Nhật Bản trên chuyến bay lúc 6 giờ sáng từ Sydney, có giám đốc điều hành công ty công nghệ Liam Eden và Matthew Brick, những người đã ngay lập tức đặt chuyến bay sau khi Thủ tướng Kishida thông báo các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được nới lỏng. Chúng tôi đã phải chờ đợi thời gian dài mới được đến Nhật Bản và thật may mắn khi được đi một trong những chuyến bay đầu tiên sau khi các quy định về thị thực được thay đổi. Ngoài việc dỡ bỏ các hạn chế đối với khách du lịch, Nhật Bản cũng sẽ dỡ bỏ giới hạn lượng khách hàng ngày hiện đang ở mức 50.000 và có thể sửa đổi các quy định về khách sạn, cho phép họ từ chối những khách không tuân thủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, chẳng hạn như là đeo khẩu trang. Theo thống kê của hãng hàng không Japan Airlines, lượng khách đặt vé đến Nhật Bản đã tăng gấp 3 lần kể từ khi có thông báo nới lỏng kiểm soát biên giới. Được biết, chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu thu hút 5.000 tỷ yên, tương đương với 34,5 tỷ đô la Mỹ chi tiêu đối với khách du lịch hàng năm. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể là quá tham vọng đối với một lĩnh vực bị tác động rất tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.